đây con 8 cân này, ui, nhìn nó khác nhỉ. Nó khác chứ, đây nó đi vật phá. Nó đi theo mấy kia, phải con kia nhỉ ông nhỉ? Con kia đấy, con đi cùng tôi. Vàng ghê đúng không? Nó khác hơn chứ. Vâng, vâng. Ôi, con 8 cân đây các bác. Hôm nay như đi diễu hành ông nhỉ, cá này. Đâu, con cho con cá ăn đấy. Ô nhưng mà đừng bẻ cái hoa này của bác nhá. Con cá nó có ăn không? Ờ thì con thử vứt xuống nhỉ. Con thử vứt xuống. Hôm nay được xem cá thích không? Có à? Vâng. Ui cá nhiều lắm con nhỉ. Chạy quanh hết khu vực này này. Vâng. Đấy. Cá to đấy. Con ướt hết tóc rồi. Đâu? Chào các ông các bà một cái nào. Quay về đây chứ, giơ tay đi. Con chào các ông các bà. À, con đang đi xem cá. Con lấy cái mũ đội vào đi con. Không phải ướt hết bây giờ. Để bố lấy mũ cho con nhá. Vịt này vịt đầu xanh đấy ông nhờ. Vâng. Vâng. Để là đây là gạo Khang Dân. Gạo này được 3 năm rồi. Sấy trên này đấy, quả men đấy. À phải sấy cho nó khô. Sấy khô. Vâng. Một tháng mới làm được. Vâng. Ồ. Nhiều nhỉ, cả bên này nữa này. Ở đây là bác làm nhà hàng nên là nấu rượu liên tục các bác ạ. Mà rượu toàn rượu men lá thôi, tự nhà tự nấu. Ôi mỗi một phần nó cũng hơi khô đấy bác nhỉ. Là ông phải lật liên tục ạ? Được, không phải 2-3 ngày mới lật, nhưng mà hôm nay mới được ngày thứ 3. Vâng. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Xuân Hữu Đàn Tính. Cả nhà thân mến, hiện tại Xuân Hữu đang ở thôn Hạ Thành, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang. Và hiện tại thì Hà Giang đang mưa, cả nhà có thể nhìn thấy đây. Xuân Hữu đang ướt một tí tóc này, đang mưa phùn. Và trong những thời gian gần đây, Xuân Hữu luôn chia sẻ là các tỉnh phía Bắc hầu như tỉnh nào cũng mưa to. Và đặc biệt ở Tây Bắc, mưa to và lũ quét rất là nặng nề. Và video ngày hôm nay là Xuân Hữu muốn chia sẻ là Xuân Hữu đi nhà anh chị Hà Hạnh chơi. Có cái tên quán là Cơm Tày Ha Ha. Và hôm nay thì vợ con Xuân Hữu lên thành phố Hà Giang chơi. Thì Xuân Hữu được nghỉ, Xuân Hữu đưa con trai đi xem cá bỗng. Con trai của Xuân Hữu thì rất thích xem cá bỗng. Đó, và bây giờ Xuân Hữu đang di chuyển đến cái cung đường đi vào nhà của anh chị, còn vợ con Xuân Hữu đã vào đó trước rồi. Hello. Vâng, chào chị nhá. Anh chị vừa về cả nhà. Đây là quán của anh chị đây các bác ơi. Đó, đường bên này là đường đi ra thành phố Hà Giang này các bác. Còn đường bên này là lên thác chùa 6 này. Đấy, bây giờ mình đi vào đây nhá cả nhà nhá. Anh chị đi chợ về à? Chợ về. Đấy, được đấy nhờ. Mưa quá. Đây, quán của anh chị thì có cây mít ở ngay cổng. Hiếu ơi, mít chín rồi, Hiếu ơi, xem mít chín không? Hiếu. Mít này, mít dài, mít mật. Hiếu. Mít mật à? Mít mật à? Mít mật hay mít dài ấy, mệt mệt con. Cây này cổ thụ ấy nhỉ, sai nhiều lắm đây này. Bố, quên mít này, mít này. Mít dài à? Là mình tham quan nhà hàng một tí các bác nhá. Ở đây có một cái không gian sân khấu tổ chức chương trình văn nghệ cho du khách đến đây. Ở đây này. Đấy. Ây da, anh nhiều đồ ấy nha. Cái chỗ này là chỗ không gian uống trà. Còn đây là cái không gian ăn cơm này. Một cái dãy bên này và một cái nhà sàn bên này nữa. Khu vực này ngồi khoảng 450 mâm là bình thường. Hiếu giỏi thế nhỉ. Hộ bố được rồi. Trên này có một cái cây xoài này. Bên kia còn có một cái không gian ngồi ăn cơm tách biệt ở bên này nữa. Đây là cái không gian bên dưới của nhà sàn đấy các bác. Có chỗ uống nước, ui trơn quá. Này. Không gian dưới vợ con Xuân Hiếu đang ở trong này. Ba gái đang đi xem cá đó. Bạn ơi, nhanh lên xem cá đây con ơi. Nhanh lên. Nhanh lên. Wow. Ôi, các bác nhìn thấy là cá bỗng nhiều chưa? Các bác thử phân tích cùng với Xuân Hữu xem là
Đấy, con cá bống này có giống với cá thần ở Thanh Hóa không nhá? Phía bên kia là anh Hạnh có nuôi chim. Còn bên này là những cái hàng lá rong, cây rong có thể nhà để gói xôi. Anh chị chuyên cắt gói xôi cho khách là đoàn lấy những cái lá rong ở đây. Ôi dù. Anh Hạnh ơi, anh Hạnh đợt này nhiều cá bống đấy. Khoảng bao nhiêu con đây? Ôi dù, nhiều lắm. Ôi, nó đi thành một vòng tròn đây này. Chắc là nó vòng qua đây để cái chỗ khu vực này thoáng oxy hơn các bác ạ. Lòng cá này cứ phải khu vực nước chảy nó hay quanh. Ui, con này to lắm đây này. Ôi ôi, đây này, tạo thành một vòng tròn luôn cá này ấy. Ôi bác, con này chắc khoảng to lắm, con này chắc phải 5-6 cân đấy nhỉ. Bao nhiêu cân bác? 8 cân à? Bác hồi cháu tìm xem con nào 8 cân ở đây. Có cá chép này, cá bống này. Ủa, con này phải 8 cân không? Con đẩy rong vang ấy. Đây đây, con này ui ui. Con này to nhỉ? Lúc nãy anh Hạnh bảo bao nhiêu con nhỉ? Cháu quên mất rồi. Chị Hà nhỉ? Bao nhiêu con cá bống nhỉ? Vâng. Nhiều quá nhỉ? Ôi ồ. Vâng. Em mới bảo sao đặc biệt hôm nay cá thích đi vòng tròn thế này. Vâng. Nhưng mà là còn đi theo chiều kim đồng hồ. Đấy. Đang diễn tập là diễu hành đoàn quân cá này. Bon ơi Bon. Con này ra đây, ra đây xem cá này nó đi vòng tròn này đẹp lắm, như đây. Như đây. Con như đây. Con trai. Nhìn đây, nhìn đây. Ông. Có cả cá chép đỏ, chép vàng. Ông ơi, ông xem cá hay lắm này, đi thành vòng tròn như này. Đói đấy, đói đấy. Đói à? Đói, hôm nay không được cỏ cho nó này. Ông có tí cỏ nào không? Đấy, con đừng đi ấy gần kia tí nữa ấy nhá, đi rơi xuống nhá. Vâng, ông thử vứt xem nào. Đấy, tí cơm này cho nó về ăn. Con đấy, con ướt hết tóc rồi. Đâu, chào các ông các bà một cái nào. Quay về đây chứ, giơ tay đi. Con chào các ông các bà. À, con đang đi xem cá. Con lấy cái mũ đội vào đi con. Không phải ướt hết bây giờ. Để bố lấy mũ cho con nhá. Con không chào thôi. Ôi dồi ôi. Con này to thế nhỉ? Con này càng ngày nó càng lớn lên đấy. Cậu cháu đang tìm cái con 7-8 cân đây. 7-8 cân nữa. Vâng. Thì ông chỉ cho. Đó, ông chỉ cho con. Vâng. Đang tìm chưa thấy đâu này. Con 6-7 cân đâu. Đấy. Vâng. Các bác biết không, nhiều chuẩn nữ chia sẻ cá bống này là ở nước lúc nào cũng phải sạch và có oxy. Mấy hôm nay Hà Giang là mưa, là nước ở trên nguồn đổ về là nó hơi đục một tí. Nhưng mà khi mà đục nó phải có cái nguồn nước chảy ra như thế kia tạo cho oxy cho cá. Thì cá này mới sống sót được. Con này khoảng 7-8 cân đâu không con này? Con này 7 cân ạ. À? Wow. Vâng. Con đang tìm chưa đấy đây này. À thịt mất ạ. À. À con đấy ạ. À đây con 8 cân này. Ui, nhìn nó khác nhỉ. Nó khác chứ, đây nó đi vật phá. À, nó đi theo bên kia phải con kia không nhỉ? Con kia đấy. Vàng vàng ghê đúng không? Nó khác hơn chứ. Vâng vâng. Ôi con 8 cân đây các bác. À, hôm nay như đi diễu hành không nhỉ? Cá này.
Đây đây đây, con 8 cân đấy, cả nhà nhìn thấy rồi đấy, cái con hơ vàng vàng rồi đấy. Đây này, con 8 cân đây này bác ơi. Bác gái. Đây 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 này. Đây đây, nó lặn xuống tí, đây đây đây. Nó nhìn thấy rồi, đây đây đây. Đây 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 đây. Đây đây đây, con đây này, nó chạy ra đây rồi, này này này. Đấy. Nó lại lặn ra kia rồi kia kìa, nó chạy rồi kìa. Chạy ra kia rồi này. Đấy. Đi ra chỗ hòn đá kia rồi. Đấy, con đấy. Ui, nó đi nhanh hết nhở. Nhìn như tàu ngầm ấy. Vâng. Nó đi bong quanh đấy. Hôm nay cá này đi tập thể dục à. Nó đi theo nhau như một đoàn tàu đấy. Vâng. Tập thể dục cho khỏe, không mấy nữa ông con mình giỏi. Đây, con 8 cân đi kìa chị Hà. Đấy, đấy, con này này. Đấy, cái con lưng vào vàng này. Chục con ạ. Ôi, sao nó cứ đi vòng tròn mãi không dừng nhỉ? À. Ôi, tạo thành vòng tròn đẹp thế. Bảo ông đi lấy lá chuối về, lấy liềm về xong móc lá chuối xuống cho nó, nhưng mà ông này cũng nghĩ. Ôi, này. To lắm bác ạ. Nó đi vòng tròn này. Đấy. Nãy các bác ở chỗ kia là khu vực ngồi ăn cơm và có cái kính nhìn xuống dưới ngắm cá luôn. Và bên cạnh là những cái lá rong, lá chuối. Đấy, xem nó có về. Ôi, xem nó về, ào ào về đây này. Này, Sơn Hữu lượn lượn sang bên này xem. Bắt được con cá to này. Đấy. Đây à. Đấy. Nó ăn một lúc xong nó lại đi vòng tròn tiếp ông ạ. Những giống cá này nuôi á thì ví dụ như cái giống mà 2-3 cân thì nó rơi vào khoảng 4-5 năm thì cá nó mới to được 2-3 cân các bác ạ. Giống này nó lớn rất là chậm. Có những con 2-3 cân nó có khi hàng chục năm ấy. Ôi ôi. Ở về nhiều thế nhở. Xem nào. Úi dồ. Đấy. Úi, về kìa, cá về là đi vòng tròn nè. Tạo thành vòng tròn rồi. Ăn xong rồi đi vòng tròn này. Thôi, ngắm cá như vậy thôi các bác nhá. Đấy. Úi dồi ôi. Lúc trước bố chị Huy mình chuyển sang ngắm góc bên này các bác ạ. Bên này. Để Xuân Hữu chụp vài bức ảnh đẹp chia sẻ cho quý cô bác anh chị và các bạn cùng biết. Đấy, nhà hàng này trang trí rất đẹp. Bên này này, cầu thang vừa được lên lối này vừa được sửa lại và nâng cái sàn lên cao hơn. Bên kia còn có một cái chòi để ngồi ăn cơm nữa. Còn khu bên dưới này là khu bếp. Khu bếp thì ở bên dưới này. Cá bỗng ở đây thì rất là to. Ngôi nhà sàn ở bên trên rất là đẹp các bác. Ngôi nhà sàn truyền thống lập bằng mái cọ. Và những cái sàn thì lát bằng ván. Đấy, không gian bên dưới này. Xem cá xong rồi các bác ạ. Bây giờ Xuân Hữu cùng với bác trai đi xuống trang trại
để xem vịt với gà. Năm nay bác có nuôi lợn không? Không, năm nay không nuôi được. Vâng. Vất quá. Vất quá. Thấy trường hợp này thì hai dáng này dịch nhiều quá, khổ lắm. Vâng. Hôm nọ mà nghe tin mà chết ở đâu nhiều lắm nhá. Vâng. Thế hôm nay trường hai dáng này con xin lợn chết thì sao? Vâng. Khu vực này cái cây vầu này ấy nhỉ bác nhỉ? Cây này cây cây mương. Cây mương nhỉ. Cháu đợt trước cháu mới bảo tính tính tay gọi là mày mày nguyên đấy. Mày mười. Mày mười. Cái này là mày nguyên. Mày nguyên. Cái này là cây diễm. Nhiều nhiều loại cây khác nhau lắm. Cái này toàn bây giờ họ làm nhà cây tre này toàn mọt thì vâng. Tỏ ít sử dụng cây tre này nhiều, bây giờ chỉ nhớ trồng điện mà không có. Vâng. Xem trang trại dạ. Một người rỗ ống này. Vâng. Vịt già sắp hết rồi. Ồ vịt đây ông, nhiều thế, mấy trăm con đây ông? Vịt đó. Vâng. Lai vâng. Gần ở đây khoảng độ 60 con. 60 con ạ? 60 con. Vâng. 60 con. Toàn ăn thóc nhiều quá. Mỗi vịt thì nó ăn ác lắm. Vâng. Ông vịt nó bươi rồi, là thấy nó bươi đấy. Vâng. Thấy rồi. Tấy 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 mà rét nó. Vâng vâng. Vâng. Đây các bác vịt ở trong này này. Vịt. Vịt này sạch lắm. Trong này nấp hết ở dưới những cái cây đấy. Vịt này vịt đầu xanh đấy ông nhờ. Vâng. Vâng. Ôi ôi, con nào con đấy béo to tròn đi úp ịch úp ịch úp ịch. Cái này là bác nấu rượu à? Làm rượu á? Bác làm rượu mà. Rượu men lá. Rượu men lá. Bác đang ủ gạo. Đang cái này để cho nó nguội đi, phòng khí nó mới trộn. Vâng. Đấy vừa giã xong rồi đấy, vừa giã men. Đâu con xem men lá của bác đây. Đấy men ở trong. Đây ạ? À? Không, đây này. Thấy ở trong này cơ. Bên đây. Đây là men giá, giá. Cái này men giá ạ? Giá quả đấy. Giá à, giá cái quả đấy ra. Ừ, quả to đấy. Vâng. Không có 3-45 xong đấy mà đây này. Vâng. Bây giờ để thằng bác bếp đây đang sấy này. À. Tôi hàng giam trên này cơ mà. Ông sấy quả trên này ạ? À? Ừ, sấy trên này đấy. Đấy quả men đấy. À, phải sấy cho nó khô. Sấy khô. Vâng. Một tháng mới làm được. Vâng. Ừ. Nhiều nhỉ? Cả bên này nữa này. Ở đây là bác làm nhà hàng nên là nấu rượu liên tục các bác ạ. Và rượu toàn rượu men lá thôi, tự nhà tự nấu. Ôi ô, mỗi một phần nó cũng hơi khô khô đấy bác nhỉ. Hộp nọ ông ấy sấy, ông sấy máy mới. Thế là phải nhóm bếp liên tục đấy nhỉ? Nhóm bếp liên tục á? Liên tục để cho nó gần khô thì bây giờ mới. Vâng. Mình phải chỉnh suất đấy. Thế là ông phải lật liên tục ạ? Được, không phải 2-3 ngày mới lật, nhưng mà hôm nay mới được ngày thứ 3 thôi. Vâng. Mà mùa này mưa ẩm mưa, chắc là phải mưa, lật lật. Mưa độ ẩm nó cao. Thì mình phải lật liên tục không lật, hỏng. Lật liên tục, thấy liên tục đấy. Vâng, không là hỏng. Ở đây ông có củi sẵn thì cứ đun vào nó có khói là nó sấy được khô nhanh. Mai ông còn có cái gian bếp này đấy. Vừa mới làm nó khánh thành nhau đấy. Vừa khánh thành nhau. Ông nó sắp đổ. Sắp đổ à? Thì à, bây giờ đóng kia. À đóng, đóng. Đóng đấy. Cái kia là cái gỗ nhà bếp cũ đấy à? Không, cái đóng kia là gỗ cột nhà đấy. Vâng. Còn nguyên là cột trái thôi. Vâng. Đóng kia là đóng cỏ kia cả. Đóng cho bụi tre kia, hứt sang kia cả. Sắp sập à? Nơi sắp sập vào đâu ấy? Cái này ông khoảng mấy trăm quả men đây? Cái này nó phải tầm khoảng độ 200-300 quả đấy. 200-300 quả? Ừ, 300 quả đấy. Mình nấu, nếu mà mình nấu lượng là mỗi một quả là một nồi à? Không, một quả này làm gì? 4-5 quả mới được một nồi 20 cân gạo.
Ý là 4 5 quả mới được. 4 5 6 quả đấy. Nếu mà 4 5 6 quả. Nếu mà mua hè thì khoảng độ 5 quả thôi. Mua sơ mua đông phải 6 quả. 6 quả. 6 quả là làm 20 cân, 22 cân. 22 cân. Ừ. Từ một... đến 22 cân đến 25 cân đủ vậy. Vâng, là 22 cân gạo. Ừ. Nấu thành một nồi. Thì đang chia thành hai nồi. Vâng. Nồi. Tuyệt vời đấy. Ừ. Nhưng mà ông phải lấy lá về trong khắc làm à? Cái men này lúc đó. Ông với bà khác làm vừa đấy lấy, ông nói vừa giá vừa làm xong hết rồi. Dạ. Qua cái này chưa đủ thôi. À. Ông để đều vun bếp mà đây này, à. Thuốc của nó đấy, thuốc chắc phải à. Hàng mấy chục xứ lá đấy. À lá cây. À ông trộn như thế này. Ừ. Vò ra xong được ngâm nước xong mấy thì đi nghiền thóc về xong mới trộn xong rồi mới làm tự quả được chứ. Đây là men lá, các bác nhìn thấy toàn lá cây này. Lá cây, toàn những cái cây ở trên rừng thôi. Xong mà mình mới trộn thêm những thứ gì nữa phải không bác? Ê, nhiều thứ lắm cái này. À, nhiều. Không thể kể được. À, bí mật. Ôi, bí quyết của vâng. Các cụ ngày xưa truyền lại. Vâng. Ông về đang nắm bí quyết đấy, hôm nào truyền cho anh Hạnh đấy. Chả biết được, chúng nó có đam mê không? Vâng. Không, anh Hạnh không đam mê, truyền cho con nhá. Không mà. Con vẫn như đợt trước bảo với ông anh Hạnh mà không ấy, ông truyền cho con. Ông làm cái này chẳng qua là có điều kiện làm làm rượu dễ. Vâng. Nó nếu mà mình có kỹ năng tốt thì ít mới lại ở trên mình hay uống rượu mình cũng phải đảm bảo mới được. Đấy, phải đảm bảo mình. Vâng. Nếu mà uống rượu nhiều mà tốc độ uống rượu nhiều ông lại đi uống rượu cùng với bọn kia đó nhà mày chết lông luôn. Vâng. Vâng. Cái này là như bác chia sẻ là đây là gạo Khang Dân. Gạo này được 3 năm rồi. Đấy. Thế bác ở đây nhá. Ừ. Cháu chào bác nhá, cháu về nhà trước. Mấy con. Vâng. Thôi ông cắt giúp ông sống tiếp. Vâng. Nhau khẩu. À, Xuân Hiếu di chuyển về nhà hàng trước các bác. Đấy. Ôi, vịt lại chui xuống dưới kia rồi. Thế nào, chào các chị em vịt nhá. Thế nào. Đấy. Ở trong rừng. Vâng, việc ở trong rừng. Đây này xuống sông xuống bên vườn đấy. Chúng là ao. Vâng. Ao là ở bên kia nhỉ? Đấy. Vâng. Có đường xuống. Vâng. Đâu? Con cho con cá ăn á. Có. Ôi nhưng mà đừng bẻ cái hoa này của bác nhá. Không có. Con cá nó có ăn không? Có, ăn bạn lắm. Ờ thì con thử vứt xuống nhỉ. Ờ con thử vứt xuống. Hôm nay được xem cá thích không? Có à? Có. Vâng. Ui, cá nhiều lắm con nhỉ. Chạy quanh hết khu vực này này. Vâng. Đấy. Cá to đấy. Con ướt hết tóc rồi. Đâu? Chào các ông các bà một cái nào. Con chào các ông các bà. Quay về đây chứ, giơ tay đi. Con chào các ông các bà. À, con đang đi xem cá. Con lấy cái mũ đội vào đi con. Không ướt hết bây giờ. Để bố lấy mũ cho con nhá. Bây giờ đã 6 giờ tối các bác ạ, đã có khách về ăn cơm rồi. À, có một mâm khách hơn 10 người đặt tại bên đấy. Tối nay khoảng 5-6 mâm, còn có khách đặt ở trên sàn nhà nữa. Đây là không gian bên trên của nhà sàn cả nhà. Này rộng lắm. Bình thường thì khách hay ngồi ở trên này ăn cơm xong là xem chương trình văn nghệ luôn. Đẹp quá. Chào buổi sáng toàn thể quý cô bác anh chị và các bạn nhá. Tối hôm qua thì Xuân Hữu cùng vợ con ăn cơm ở nhà anh chị Hà Hạnh xong thì Xuân Hữu đưa vợ con về nghỉ cả nhà. Bây giờ vợ con Xuân Hữu vẫn đang ngủ. Còn Xuân Hữu đến giờ đi làm rồi. Và đi qua cái chợ, đây là chợ Hà Giang cả nhà. Và dãy này là dãy ở phía bên ngoài chợ thành phố Hà Giang nhá các bác nhá. Đây là dãy bên ngoài, hôm nay là có bà con ra đây bán các mặt hàng nông sản rất là đông. Và Xuân Hữu di chuyển qua cái trục đường chính này. Đấy. Từ đây ra chỗ mà Xuân Hữu tập chương trình thì rơi vào mấy trăm mét đấy. Xuân Hữu đi bộ tiện thể là tập thể dục luôn.
Xuân Hữu đã đến khu vực trung tâm chợ thành phố Hà Giang các bác ạ. Và đây là cái lối đi vào bên này, bên này cũng có khu vực mua bán. Còn đây là cổng chợ. Đây, cái lối cổng chính đi vào chợ thì là bên này. Chợ thành phố Hà Giang thì cũng đã được xây dựng rất là lâu đời. Đây có bà bán sôi ở đây. Phía bên này còn có một cái lối đi vào chợ nữa. Mà đi ngách bên này. Khu vực này là khu vực bán hàng ăn. Có rất nhiều bánh trưng gù. Bên này có bán hoa quả. Ra thẳng đến cái ngã tư kia là ngọn. Ở trên này hay gọi là ngã tư sổ số. Lê vùng cao Hà Giang này các bác. Lê này ngon lắm. Bà con người Mông người ta hay bán cái quả lê này. Ở Hà Giang thì trồng rất nhiều những cây lê, quả lê như thế này. Chào anh chị nhé. Cả nhà nhìn thấy khu vực bên kia mây bắt đầu bay lên trên những cái ngọn núi bên kia. Xuân Hữu đã về đến khu vực cầu Yên Biên 1 các bác ạ. Và như Xuân Hữu chia sẻ, trong những thời gian gần đây thì Hà Giang mưa rất nhiều. Và các bác có thể quan sát đấy, nước sông Lô về rất là nhiều này, rất là to đấy. Và hiện tại Hà Giang vẫn đang mưa phùn. Thì bên này này các bác nhìn thấy bầu trời mưa này, cái khu vực núi Cấm bắt đầu mây phủ kín hết rồi. Hết cái đỉnh núi rồi. Còn một chút ở bên dưới đâu. Và bây giờ thì mây đang kéo về này, đen xi hết rồi. Khả năng tí nữa lại tiếp tục mưa to. Xuân Hữu phải di chuyển về để kịp giờ làm cả nhà. Và đến đây thì Xuân Hữu cũng xin phép dừng video của mình ở đây. Cảm ơn toàn thể quý cô bác anh chị đã theo dõi, đồng hành cùng với Xuân Hữu Đàn Tính nha. Chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị và các bạn trong những video tiếp theo của Xuân Hữu nha. Tạm biệt cả nhà.